lại là chè chè hạt lựu củ nang với lại bạch quả chanh, thì em sẽ giao kèm nước cốt nước đường. Rồi mình về tới đó là bắt đầu mình ăn bao nhiêu thì mình đổ vào mình ăn thôi đó. Hàng bạch quả tươi của Nhật Bản nè, là nó rất là dẻo luôn đó. Hàng đầu mùa nó có màu xanh mà nó không có nhụy, ăn dẻo lắm, dẻo không có đắng, rất là ngon. Một ngày mình ăn chừng khoảng 15 đến 30 hạt thôi và nó rất là bổ luôn. Nhà nào mà có ông bà anh chị nào có ông bà cha mẹ lớn tuổi mua bạch quả thì ăn một ký của nó, không phải mua nửa ký thôi cũng được, mua nửa ký của nó. Một ngày mình ăn tầm 15 đến 20 hạt rồi, không cần phải 30 hạt nữa, cũng rất là bổ rồi. À, đặc biệt là làm cho đầu óc mình minh mẫn rồi nè. Đây là thấu chè này,